Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này thì tôi sẽ quay lại kết quả của cái bài viết. Đấy, đó là cái bài viết gửi request post get put delete tới một cái RESTful API, trong đó có đính kèm theo hình ảnh trong Flutter, trong ứng dụng Flutter. Thế thì cụ thể cái ứng dụng này nó sẽ chạy như thế nào? Các bạn có thể hình dung ở trên cái hình ảnh này. Khi ứng dụng chạy lên thì nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình quản lý nhân sự, trong đó hiển thị danh sách các phòng ban, và từ đây thì chúng ta kích vào phòng ban nào đó thì nó sẽ hiển thị ra danh sách nhân viên thuộc phòng ban đó. Và tại cái màn hình danh sách nhân viên này, tạm gọi là tên phòng là phòng giảng viên đi, đúng không? Thì chúng ta có thể thực hiện là các cái thao tác như là thêm rồi là xóa rồi là sửa. Đó, ví dụ như đây là cái màn hình sửa nhân viên. Đấy, trên màn hình này thì chúng ta có thể cập nhật các thông tin về nhân viên của phòng ban đó, rồi là có thể là chọn là hình ảnh. Sau khi ấn cập nhật thì nó sẽ cập nhật các cái thông tin đó lên trên cơ sở dữ liệu. Vậy thì để mà triển khai được ứng dụng này, router này, thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái ứng dụng API. Tạm thời thì cái ứng dụng API này chúng ta triển khai trên lúc có. Tất nhiên sau này khi các bạn làm thực tế thì các bạn phải đẩy nó lên trên hosting, đúng không? Thì cái ứng dụng RESTful API này chúng ta sẽ viết trên Spring Boot nhé. Cụ thể đây thì tôi đã viết sẵn rồi. Đấy, và tôi đã đưa cái số code đây rồi. Các bạn có thể là download cái số code này về cho nó chạy. Về cơ sở dữ liệu thì sẽ gồm có hai bảng, và chúng ta sẽ triển khai trong SQL Server nhé. Bảng phòng ban gồm có mã, tên, tình trạng, và nhân viên thì gồm các cái thông tin chung về nhân viên. Đấy. Và bên dưới đây là một cái bảng mô tả về các cái URI. Đấy, ứng với mỗi một URI này thì chúng ta có thể là gọi các cái thông tin, lấy các thông tin gì về, hoặc là post các thông tin gì lên, đúng không? Thì trong cái bảng này mô tả đầy đủ hết rồi. Đấy, thì tại đây các bạn sẽ download nhé, download cái project này về. Sau đó là các bạn sẽ mở cái Eclipse lên. Eclipse hoặc là bất kỳ cái IDE nào, IDE nào mà chúng ta có thể là mở được cái ứng dụng Spring Boot lên. Thì khi mở cái này xong lên, các bạn chú ý ở trong này, các bạn sẽ thay đổi cái thông tin về kết nối tới cơ sở dữ liệu nhé. Đây, nó có cái tab application.property. Đó, thì các bạn sẽ thay đổi thông tin kết nối cơ sở dữ liệu đi, thay đổi tên cơ sở dữ liệu này, rồi thay đổi username password này, rồi có thể thay đổi cái lúc có này đi, nếu trường hợp các bạn để trên hosting, đúng không? Rồi thay đổi cái đường dẫn thư mục hình ảnh, nếu bạn muốn thư mục hình ảnh khác. Ở đây thì là tôi sẽ sử dụng một cái thư mục hình ảnh ở trong thư mục gốc của project nhé, để upload tất cả các ảnh lên đó. Rồi sau khi thay đổi xong thì các bạn có thể là chạy cái ứng dụng này lên, được chưa? Sau khi chạy lên thì các bạn sẽ mở SQL Server ra, các bạn sẽ nhìn thấy đây là có một cái cơ sở liệu nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, và các bạn mở được có hai cái bảng này. Và tất nhiên ban đầu hai bảng này dữ liệu của nó sẽ là trống, đúng không? Các bạn có thể nhìn cái sơ đồ kết quả mà nó sinh ra. Đó, gồm hai bảng. Và tiếp theo để có dữ liệu để chạy thì các bạn có thể là insert dữ liệu ở đây. Muốn insert được thì trong cái project này thì tôi cũng cung cấp sẵn cái file là file SQL, mà nó sẽ chứa một vài cái lệnh insert dữ liệu mẫu rồi. Các bạn có thể là mở cái file lên. Mở lên trong SQL Server. Sau đó là chúng ta sẽ ấn 5 để chậm. Nó sẽ insert tất cả các dữ liệu này vào. Insert tất cả dữ liệu vào nhé. Ở đây thì là cái trên máy thôi, thì tôi đã chạy rồi, có sẵn dữ liệu mẫu rồi. Đó, chạy lên phát là các bạn sẽ nhìn thấy ngay kết quả là như này. Rồi, một số các cái code ở trong này các bạn có thể đọc nhé, bởi vì là hầu hết những cái code trong này thì là tôi đã dạy hết rồi, bởi vì các bài viết này chủ yếu là dành cho sinh viên khoa tech đã học qua tất cả các cái môn liên quan đến Java Web, rồi là
Spring MVC, Spring Boot các thứ, đây là các bạn biết hết những cái này rồi. Cái này tôi sẽ không giải thích sâu vào nữa nhá. Bạn nào cần hỏi cái gì thì có thể chat để hỏi thầy, hoặc là nếu trường hợp mà lỗi không chạy được thì tôi nhắn tin hỏi thầy nhá. Rồi các bạn có thể mở Postman để test xem là những cái URI này nó chạy chưa, đúng không? Đấy, thì bạn có thể copy thử một cái URI đây vào comment và hành động get nhé. Đấy, thì các bạn thấy là nó đã trả về dữ liệu rồi, đúng không? Bởi vì là cái ứng dụng này tôi đang khởi động, nó chạy trên cái local hot là 8080 rồi. Đây là khi mà chúng ta đưa nó vào trong cái thằng Postman này là gọi là ta sẽ hiển thị được dữ liệu ngay. Tương tự như vậy, có thể thử đối với cái trường hợp này. Ta lấy theo cái mã phòng ban, dụng mã phòng ban là số 2. Đấy thì kết quả các bạn cũng nhận được phòng ban số 2. Tương tự tất cả các cái URI khác nhé. Tất cả những cái này là tôi đã test hết rồi. Rồi, cái bước tiếp theo nhé. Thì các bạn sẽ kiểm tra kiểm tra xem là cái IP ở trên máy của bạn ấy đang sử dụng IP gì. Nếu bạn dùng Wi-Fi thì các bạn để ý là các bạn sẽ tìm IP trong mục Wireless ở đây. Còn các bạn dùng là LAN thì các bạn sẽ tìm ở trong cái phần là LAN nhé. Rồi các bạn sẽ ấn Windows R bật cửa sổ lên, gõ CMD, ông gõ cái lệnh là IP config. Rồi các bạn nhìn thấy đây là cái IP của nó là 192.168.0.106 đúng không? Copy cái này vào. Copy vào đâu? Đấy, để các bạn mở cái ứng dụng Flutter, các bạn viết lên, đúng không? Vào trong phần này comment đấy, copy vào đây được không? Thế còn toàn bộ cái source code của những cái này nhá, đấy thì là tôi đã đưa lên trên cái bài viết đó rồi, thì các bạn phải tự làm, đúng không? Các bạn phải tự làm theo các cái bước đấy để các bạn hiểu. Có lỗi thì mình fix bug, mình sẽ nâng được cái level lên, đúng không? Để chú ý mỗi cái chỗ này thôi, là nó đổi cái IP đi, đổi cái địa chỉ IP của localhost này, rồi là cái cổng của nó nếu cần thiết, đúng không? Đó, rồi chuẩn bị một số các cái hình ảnh đưa vào đây, rồi là chuẩn bị một số các cái thư viện đã khai báo trong này, đúng không? Thư viện liên quan đến làm việc với giao thức HTTP, rồi là thư viện liên quan đến chọn hình ảnh. Thì sau khi mà viết xong rồi ấy, đúng không? Cấu hình cái thứ xong rồi thì các bạn có thể chạy ứng dụng này lên. Dụng lên chạy lên thì màn hình đầu tiên nó hiển thị nó như thế này. Đấy. À, từ đây thì các bạn có thể là kích vào từng phòng một. Đấy, nó sẽ hiển thị danh sách của phòng ban đó, đúng không? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử thực hiện một thao tác, ví dụ như là thêm một cái mới, đúng không, của cái phòng này. Trước khi thêm thì các bạn lưu ý là trên cái máy ảo nó chưa có ảnh, đúng không? Các bạn muốn mà có ảnh nhá thì các bạn lưu ý này, rồi chạy máy thật thì là nó sẽ có. Đây là máy ảo là mới tinh chưa có gì, các bạn có một vài cái ảnh ở trong cái máy ảo này. À, bật cái phần Explorer này ra này. À, vào cái phần storage này, emulated này, không này, sau đó là chúng ta paste nó vào một cái thư mục picture này đi. Đấy, hiện tại là picture chưa có, upload ở đây chứ không paste luôn vào đây nhá. Upload đây, tìm đến đường dẫn ổ đề này, có hai cái ảnh rồi. Lưu ý nhé, đây không phải là chúng ta upload lên trên server đâu nhé, đây là upload vào trong cái máy
điện thoại này này, máy điện thoại ảo này, để lát nữa khi mà chúng ta thêm một nhân viên mới trên cái ứng dụng di động này, người ta chọn được cái ảnh đấy, sau đó là nó mới upload cái ảnh đấy lên trên trên hot cái thư mục khác nhé. Rồi các bạn, đây các bạn có thể nhìn cái thư mục này, đây thư mục của cái ứng dụng web Spring Boot đây, thư mục image nó đây, đây các bạn này ngay, và lát nữa các bạn sẽ nhìn thấy kết quả khi mà tôi upload một hình ảnh mới, nó sẽ đẩy lên trên trên này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một bên mới, khi bạn cập nhật thì nó sẽ thông báo lỗi ở đây, đúng không? Đấy, nó phải cập nhật các thông tin đầy đủ vào đây. Như là E008 đi. Họ và tên. Đấy, nó bị tiếng Việt, đúng không? Tắt tiếng Việt đi. Cái này sử dụng trên máy thật thì nó sẽ có tiếng Việt ở đây. Ngày sinh nó nhập cho đúng mẫu này, đúng không? Đó. Địa chỉ thì không bắt buộc. Email bắt buộc. Rồi tiếp theo thì các bạn chọn phòng ban nhé. Nếu mà chúng ta ấn cập nhật luôn thì nó sẽ thông báo lỗi ngay. Hãy chọn phòng ban, đúng không? Đấy, tất cả các này nó đều phải xử lý trong nghiệp vụ của nó. Phòng ban là một cái danh sách combo này ta chọn. Đấy, ví dụ như ta đang ở thêm nhân viên, ta có thể chọn phòng ban khác nhé. Chọn phòng ban khác được, bởi vì là chúng ta đang ở trong danh sách đảng viên thì ta có thể thêm mới đảng viên, nhưng mà ta có thể chọn thêm mới thoải mái sang một phòng ban khác thoải mái. Lát nữa nhảy đúng cái phòng ban đấy nhé. Đấy, ví dụ như là tôi chuyển sang cái phòng kinh doanh chẳng hạn. Đấy, là các bạn sẽ nhìn thấy kết quả kinh doanh nam hay nữ, nếu ta để thế này thì nó sẽ là nam, còn không thì nó sẽ là nữ, không chọn nó sẽ là nữ nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn hình ảnh này. Đấy. Chọn hình ảnh thì ở đây là nó sẽ hiển thị từ một photo trên cái máy thật cũng có, đúng không? Các bạn sẽ chọn vào trong cái mục này để browse nó. Browse thì các bạn vẫn bấm lại. Đấy, rồi vào trong Edit Phone này. Đấy, vào trong cái thư mục Picture này. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái ảnh vừa copy vào đây rồi, đúng không? Đấy, các bạn lựa chọn lên một chiếc ảnh nhé. Rồi, nó sẽ hiển thị lên đây. Đó, và sau đó các bạn ấn cập nhật. Đó, nó sẽ thông báo là thêm gì? Thành công, ấn đồng ý một cái thì nó sẽ trả lại màn hình này, đúng không? Và tất nhiên xong rồi thì chúng ta có thể quay trở lại, hoặc là sau này các bạn có thể điều hướng quay trở lại tùy, đúng không? Tạm thời là gì, ấn OK để chúng ta có thể, thậm chí là ta có thể sửa, và sau này khi ấn mà sửa đây nó sẽ thực hiện cái update thôi. Đó, quay lại rồi các bạn đã nhảy đúng về phòng kinh doanh nha, vậy nó là đang phòng giảng viên nha. Bây giờ khi mà ta thêm mới phòng kinh doanh, nhảy đúng với phòng kinh doanh thì các bạn nhìn thấy kết quả được chưa, và các bạn mở cái thư mục ảnh ở trên máy thật ra đó, các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh đã upload lên đây, đó, upload lên đây, và đây là cái thư mục của cái project RESTful API viết trong Spring Boot đây, đấy, sẽ upload đây nhé. Rồi ở tại đây thì chúng ta có thể sửa nhá, ta bấm vào đây thôi, bấm vào thông tin cái người này này đấy. Đấy, thì nó sẽ bật cái màn hình sửa nhân viên. Tại màn hình sửa này thì chúng ta có thể thay đổi phòng ban, ví dụ chuyển về phòng giảng viên đấy, rồi chuyển một số các cái thông tin khác đi. Đó. Đấy. OK, được chưa? Rồi chúng ta ấn cập nhật. Tất nhiên là có thể sửa ảnh nhé. Nếu mà không không chọn sửa ảnh ấy, thì nó lấy ảnh cũ, đây, lấy ảnh cũ ảnh này này. Còn nếu mà các bạn chỉnh sửa ảnh đi thì nó lấy ảnh mới. Đấy, suy nghĩ là như vậy. Rồi cập nhật. Rồi quay trở lại. Đó, thì nó quay về phòng giảng viên. Đây, thông tin đây. Đấy, các bạn có thể đổi ảnh nhé, thử đổi ảnh này nhé. Đó, chúng ta phải vào đây, tôi lấy ảnh khác nhé. Đây lấy ảnh này đi, rồi sửa thành công. OK, đó bạn thấy ảnh sửa thành công nhé, và lên server nhé, bạn thấy là có ảnh sửa thành công chưa? Đấy, tất nhiên cái ảnh cũ này sau này các bạn có thể xử lý nhiệm vụ để xóa nó đi cũng được, đúng không?
còn không thì update thoải mái đấy thôi. Rồi. Và tại đây thì các bạn cũng có thể là ấn vào nút xóa, đây là cái này refresh này, như một đọc lại dữ liệu mới này. Refresh back trở lại vẫn quay lại màn hình này, này. Rồi tiếp theo thì nó xóa nhé, xóa ra các bạn nó xóa không đúng không, không đó. Nếu mà ấn xóa thì nó sẽ xóa được chưa, xóa phòng này hết đấy. Thì đây là một cái video review lại cái kết quả của bài lab đúng không? Đấy, là thực hiện cái thao tác là CRUD, trong đó có cả upload ảnh lên trên API để các bạn có thể là ứng dụng nó vào trong cái việc là làm cái bài tập lớn của cái môn này sau này nhé. Kết hợp một cái phần nhỏ nào đó trong cái bài tập lớn của các bạn. Thế còn về phần code ấy, thì trong quá trình học thì thầy đã hướng dẫn chi tiết rồi, để các bạn có thể trong quá trình làm mà các bạn có thể là sai sót cái gì các bạn hỏi nhé. Những cái design rồi là những cái đọc dữ liệu lên trên các cái control rồi ghép dữ liệu từ server về vân từ API về mốt lên. Đấy, tất cả có trong này hết rồi, trong bài viết cũng có đầy đủ rồi nhé. Trong quá trình làm có vấn đề gì các bạn có thể. Rồi, xin chào cả lớp nhé.